chào tất cả các bạn. Thụy Sĩ không chỉ là đất nước giàu có, thanh bình nhất thế giới, nổi tiếng trong các lĩnh vực như là ngân hàng, tài chính hay là du lịch v.v. Thụy Sĩ còn là một trong những nước công nghiệp phát triển nhất châu Âu. Thì đến với chương trình Hỏi Đáp Lưu Học ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng với chị Hồng Ly, chuyên viên tư vấn đến từ công ty Tân Đại Dương sẽ chia sẻ cho chúng ta biết chi tiết hơn về đất nước Thụy Sĩ để chúng ta có thêm sự lựa chọn cho con đường du học của mình nhé. Vâng, xin chào chị Hồng Ly. Xin chào các bạn. Thì chị có thể giới thiệu đôi nét về đất nước Thụy Sĩ cho tất cả các bạn biết được hay không vậy ạ? Thụy Sĩ viết tắt là CS ra đời vào năm 1848, bao gồm 26 bang tự trị. Thì mỗi bang có hệ thống riêng về hiến và luật pháp, tòa án, an ninh, luật, thuế. Nghị viện mỗi bang tự do quyết định quản lý hệ thống xã hội. Thụy Sĩ là trái tim của châu Âu. Điểm nối liền Bắc Nam châu Âu, Bắc giáp Đức, Đông giáp Áo và Vương quốc Liechtenstein, Nam giáp Ý và Tây giáp Pháp. Giao điểm ba nền văn hóa quan trọng của châu Âu đó là Đức, Pháp, Ý. Hội tụ tại đây, diện tích rộng là 41.285 km2, khí hậu chia thành 4 mùa rõ rệt, xuân thì từ tháng 3 cho đến tháng 5, nhiệt độ từ 15 độ C đến 20 độ C, cây lá nở hoa, đâm chồi nảy lộc. Mùa hè là bắt đầu từ tháng 6 cho đến tháng 8, ấm áp từ 20 độ C cho đến 30 độ C, mùa thu là từ tháng 9 cho đến tháng 11, trái quả chín mùi, sắc lá chuyển màu. Mùa đông bắt đầu từ tháng 12 cho đến kéo dài đến tháng 3 năm sau, thì phủ đầy tuyết, nhiệt độ dưới 0 độ C. Thì cái mật độ dân số và ngôn ngữ địa phương, Thụy Sĩ có khoảng là 7,5 triệu dân. Trong đó người nhập cư là 20% sử dụng ngôn ngữ phổ thông, Đức là 63,7%, Pháp là 20,4%, Ý là 6,5% và Roman là 0,5%. Ngôn ngữ khác dân nhập cư là 9,0%. Thì về nền kinh tế và dịch vụ tại Thụy Sĩ, thì Thụy Sĩ có nền kinh tế rất là phát triển dựa vào sản phẩm xuất khẩu như là dược phẩm, hóa chất, đồng hồ, sản phẩm công nghiệp cao cấp, mặt hàng điện tử xuất khẩu là 85%, dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm và du lịch đóng vai trò rất quan trọng của nền kinh tế quốc gia, thu hút là hơn 50% dân số lao động. Và Thụy Sĩ được xem là trung tâm tài chính quan trọng toàn cầu như là thành phố Zurich và Geneva với truyền thống bảo mật ngân hàng càng hấp dẫn nền tài chính thế giới. Thì còn về đời sống chính trị xã hội thì sao, thì chị Ly có thể chia sẻ thêm cho các bạn biết được hay không? Thì thủ đô của Thụy Sĩ được gọi là Bern, hai thành phố thương mại và tài chính lớn Thụy Sĩ như là Zurich và Geneva đồng thời xếp hạng thứ nhất và thứ nhì thế giới về chất lượng đời sống cao, và các thành phố lớn khác như là Lausanne, Basel, Chur hay là Lausanne. Thể chế chính trị xuất hiện từ thời lập nước, Thụy Sĩ được xem là nhà nước liên bang tự trị. Hệ thống nghị viện, hạ viện nắm quyền quyết định nền chính trị, xã hội và bầu ra 7 thủ tướng, đảm nhiệm chức năng đối ngoại, quốc phòng, kinh tế, giao thông, giáo dục xã hội, tài chính, pháp lý. Người dân Thụy Sĩ có quyền quyết định trực tiếp thay đổi các luật lệ, hiến pháp nhà nước. Chính vì vậy, Thụy Sĩ có nhiều cuộc bầu cử diễn ra hàng năm. Thì nhắc đến Thụy Sĩ sẽ nghĩ ngay đến phong cách là thơ mộng, vùng quê yên tĩnh, đồng cỏ xanh tươi, mặt hồ thì yên tĩnh, dãy anh bơ hùng vĩ, bao quyện rừng thông xanh, rừng rậm. Thì thống kê cho thấy khoảng 2/3 dân số sống ở ngoại ô, nông thôn, miền núi, 1/3 dân số sống ở trung tâm thành phố lớn và nhỏ. Thì luật xây dựng đô thị quy định phân chia rất là chính xác, rõ ràng khu dân cư, công nghiệp, nông nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi, diện tích đất xây dựng nhà cửa có giới hạn. Giá xây rất là cao, ước tính là 20% phí thu nhập được chi trả cho việc thuê, và 1/3 dân số sở hữu là nhà riêng hoặc là căn hộ. Vâng, thì còn về ngành giáo dục thì tại Thụy Sĩ có đặc điểm gì là đặc biệt hay không vậy chị Ly? Thụy Sĩ có nền giáo dục khoa học nghiên cứu xếp vào các nước phát triển hàng đầu và được công nhận là địa điểm nghiên cứu tốt nhất trên thế giới. Thì phòng thí nghiệm vật lý châu Âu đặt tại Geneva, công ty máy tính hàng đầu của Mỹ cũng đặt tại Ruhr-Seelekin, Zurich. Nhà khoa học đặt giải Nobel Heinrich Rohrer đã nói, bạn có thể tự phát triển mình ở đây bởi xung quanh bạn luôn có những người giỏi nhất ở mọi lĩnh vực. Và về cái mức bảo hiểm và thu nhập của người dân Thụy Sĩ, thì người dân Thụy Sĩ chỉ tiêu đến 21% thu nhập cho phí bảo hiểm nghề nghiệp, hưu trí, y tế. Thì người dân Thụy Sĩ có mức thu nhập đầu người cao nhất nhì thế giới, dựa vào trình độ, kiến thức, khả năng học vấn, lương thu nhập sẽ khác nhau. Theo thống kê thì trong 70 thành phố trên thế giới, thì số tiền lương cao có 2 thành phố đó là Zurich và Geneva. Và đối với tuổi về hưu thì nam là 65 và nữ là 64 tuổi. Lực lượng lao động nước ngoài chiếm một tỷ lệ khá là cao, cứ 4 người lao động có 1 người lao động nước ngoài. Phần lớn đến từ Pháp, Ý, Đức, Tây Ban Nha.
Bồ Đào Nha, Nam Tư, Áo, Anh, v.v. Và vấn đề hôn nhân và gia đình thì người Thụy Sĩ lập gia đình khá muộn bởi họ rất là coi trọng nghề nghiệp trước hôn nhân. Mỗi gia đình thường chỉ có 1 cho đến 2 con, tuổi thọ này ngày càng tăng, tỷ lệ sinh nở thì càng giảm. Chính vì vậy, chính phủ ngày càng khuyến khích sinh con bằng chính sách miễn giảm thuế thu nhập, bảo hiểm y tế cho gia đình từ 3 con trở lên. Cuộc sống xã hội ngày càng thay đổi, quan hệ gia đình, công việc và học tập đang theo một nhu cầu mới. Giới trẻ đang tiến theo xu hướng phát triển của nền kinh tế toàn cầu hóa, nhưng rất coi trọng duy trì giữ lại truyền thống của nền văn hóa vốn có. Còn đối với lĩnh vực văn hóa và thể thao thì tại Thụy Sĩ sẽ được thể hiện như thế nào vậy ạ? Thì Thụy Sĩ ảnh hưởng bởi tính đa dạng của cấu tạo địa lý, ngôn ngữ và sự hội nhập phong phú về tôn giáo, văn học, nghệ thuật, kiến trúc và phong tục tập quán. Tôn giáo số lượng tham gia nhà thờ giảm đáng kể trong vài năm gần đây, trong đó chỉ 16% người Thụy Sĩ nói rằng tôn giáo quan trọng với họ sau nghề nghiệp, gia đình, thể thao hay là văn hóa. Mặc dù vậy, đạo Thiên Chúa và Tin Lành vẫn đóng một vai trò rất là quan trọng trong việc hình thành rõ nét Thụy Sĩ ngày nay. Thụy Sĩ lại có những gương mặt thể thao mùa đông như là trượt tuyết, trượt ván, luôn tham gia và đoạt nhiều huân chương trong những thế vận hội thể thao thế giới nổi tiếng như là mùa đông, mùa hè. Thì giao thông được xem là một vấn đề khá là quan trọng. Thì tại Thụy Sĩ, vấn đề này sẽ được chú trọng phát triển như thế nào vậy ạ? Thụy Sĩ mặc dù địa hình nhiều đồi núi hiểm trở, ngăn cản bởi các dãy núi Asper, tuy nhiên Thụy Sĩ là ngã tư giao thông châu Âu từ đông sang tây, từ bắc xuống nam. Đường hầm Gotha dài 19 km, điểm nối liền bắc nam châu Âu xuyên qua dãy Alper, được xem là đường ngầm dài thứ hai của thế giới, được xây dựng cách đây hơn 100 năm. Thì đường hàng không sân bay quốc tế Zurich và Geneva nối liền nhiều thành phố trong và ngoài nước, sân bay Seemaden, Bern, Basel nói liền các cái tuyến nội địa. Điều đáng ngạc nhiên thay, tuy nằm giữa lục địa đất liền, nhưng Thụy Sĩ là trung tâm vận chuyển đường thủy rất quan trọng từ biển Bắc cho đến các nước châu Âu và ngược lại. Hải cảng thương mại Basel với những hạm đội hiện đại nhất trên thế giới, vận chuyển hàng hóa như là dầu hỏa, kim loại, máy móc, thực phẩm, súc vật, trang thiết bị và sản phẩm hóa chất. Vâng, xin cảm ơn chị Ly rất là nhiều về những thông tin rất là bổ ích của đất nước Thụy Sĩ. Và để biết thêm thật nhiều thông tin chi tiết hơn thì các bạn vui lòng truy cập vào website của chúng tôi là tandaiduong.edu.vn hay là tddvm.com để biết thêm được thật nhiều thông tin bổ ích nữa nhé. Còn về vấn đề làm thủ tục làm hồ sơ hay là điều kiện nhập học tại các trường đại học tại Thụy Sĩ ra sao thì các bạn hãy liên hệ trực tiếp tới văn phòng của công ty Tân Đại Dương qua địa chỉ là 148/1 đường Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Số điện thoại để các bạn có thể được tư vấn trực tiếp là 0838484879. Ngoài ra thì chúng tôi còn có hai văn phòng khác là ở quận 5 và tại thành phố Nha Trang. Lưu ý là Tân Đại Dương không có chi nhánh tại Hà Nội nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào các bạn, hiện nay số sinh viên quốc tế đang học tập và nghiên cứu tại các trường đại học của Thụy Sĩ chiếm hơn 40% tổng số sinh viên của đất nước xứ sở của ngành sản xuất đồng hồ này, và con số ngày càng đang tăng dần lên. Trong số này, hơn một nửa số sinh viên đang theo học chuyên ngành quản lý du lịch khách sạn. Và trong chương trình hôm nay, chúng ta hãy cùng chia sẻ niềm vui với bạn Bảo Hưng, một du học sinh vừa đậu visa du học Thụy Sĩ chuyên ngành du lịch khách sạn. Xin chào Bảo Hưng. À, Bảo Hưng có thể là giới thiệu cho các bạn biết đôi nét về bản thân của Bảo Hưng được không? Dạ, em tên là Trần Đỗ Bảo Hưng, em năm nay 19 tuổi. Hồi trước thì em học trung học phổ thông tại trường Nguyễn Khuyến ở thành phố Hồ Chí Minh. Hết đến hết năm lớp 10 thì em sang New Zealand du học, học tiếp cả chương trình phổ thông đó. Thì tại sao em lại không tiếp tục học ở New Zealand mà lại chọn là Thụy Sĩ du học? À, tại vì khi mà em học hết thì em có xem qua một số cái catalog về những cái trường đại học ở bên New thì em thấy nó không có cái ngành mà em lựa chọn. Còn nếu như mà có thì học phí của nó cũng rất là cao, cho nên là em quyết định là chọn một nước khác. Do đó nên em chọn Thụy Sĩ để du học đúng không em? Dạ. Thì qua bên Thụy Sĩ em sẽ học chuyên ngành gì? Dạ, em học vào quản lý nhà khách sạn. Thì cái dự định của em là khi mà học xong ngành du lịch khách sạn ở tại Thụy Sĩ thì như thế nào? Em học xong thì có thể là em sẽ đi làm một vài năm ở bên Thụy Sĩ hoặc là những cái nơi mà có cơ hội. Sau đó thì em sẽ quay lại Việt Nam. Thì cái trường mà em theo học du lịch khách sạn tại Thụy Sĩ là trường gì? Dạ, trường HTMI. Em chọn HTMI là tại vì là em cũng có tìm hiểu về nhiều trường của Thụy Sĩ, và hơn nữa là khi mà đến công ty mình thì em cũng được các anh chị tư vấn rất là nhiều
về cái trường HTMI này, và em thấy là cơ sở vật chất, điều kiện thì rất là tốt. Học phí tại HTMI thì chấp nhận được, cho nên là em quyết định theo học ở HTMI. Thì chị được biết là chị của Bảo Hưng đã làm visa Hà Lan tại công ty Tương Đại Dương. Thì tại sao lại Bảo Hưng không chọn du học ở Hà Lan mà lại chọn du học ở Thụy Sĩ? Chị hai em thì học IBI, cho nên là chị hai học ở Hà Lan. Còn em thì em thích, với lại em đang theo quản lý nhà khách sạn. Chờ mà Thụy Sĩ thì nhà khách sạn là nhất rồi, cho nên là đương nhiên là em sẽ chọn Thụy Sĩ thôi ạ. Ở Tân Đại Dương thì chị Hà là người tư vấn cho em. Em đây, chị Hà chỉ rất là tốt mà ân cần, mà nói chung là những cái gì mà em không biết em phải hỏi thì chị cũng đều tận tình, nói chung là làm đủ mọi cách để giúp em giải đáp được cái thắc mắc, cái yêu cầu của em. Cho nên là dạ, rất là hài lòng. Cái ấn tượng của em là lần nào em tới em cũng nhìn thấy anh Bảo Anh, ảnh tư vấn một đoàn các học sinh về về những cái câu hỏi mà tư vấn kiểu như theo đoàn như vậy. Thì cái hôm đầu tiên thì là tư vấn về Thụy Sĩ, hôm thứ hai thì tư vấn Mỹ, hôm thứ ba thì cách trả lời phỏng vấn Mỹ. Mà em thấy nói chung là nó rất là hào hùng hồn mà rất là thuyết phục, mà mấy bạn cũng rất là chăm chú nghe. Đây là cái ấn tượng của em đúng không? Rồi, thì Tân Đại Dương xin cảm ơn Bảo Hưng đã tham gia trong chương trình chia sẻ hôm nay. Một lần nữa Tân Đại Dương xin chúc cho Bảo Hưng qua Thụy Sĩ học tập thật tốt, cũng như là sau khi ra trường đạt được một cái công việc làm như mong muốn của Bảo Hưng. Dạ rồi, cảm ơn ạ. Cảm ơn. Dạ.